Hôm 11 tháng 11, cùng ngày Haiti bổ nhiệm thủ tướng mới, nhiều cuộc đấu súng đã nổ ra giữa cảnh sát và các băng đảng tại thủ đô Port-au-Prince. Các sự kiện này nổ ra trong bối cảnh Haiti đang phải đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng. Theo hãng AP, ngày 11 tháng 11, các sĩ quan được trang bị vũ khí hạng nặng đã đối phó với các băng đảng, trong khi người dân phải di tản khỏi khu vực nơi xảy ra các vụ nổ súng. Còn tại các khu dân cư thượng lưu, nhiều ngôi nhà đã bị đốt cháy. Ngoài ra, theo báo cáo của Đại sứ quán Mỹ, sân bay chính của quốc đảo này đã phải tạm thời đóng cửa vì các băng đảng củng cố giành quyền kiểm soát những khu vực này. Cụ thể, một chuyến bay của Spirit Airlines đến thủ đô Port-au-Prince của Haiti đã bị trúng đạn trong ngày 11 tháng 11, buộc máy bay phải chuyển hướng đến nước láng giềng Cộng hòa Dominica. Sự việc xảy ra khi Hội đồng chuyển tiếp CPT của Haiti chính thức phế truất Thủ tướng Gary Conil, đồng thời bổ nhiệm doanh nhân Alice Didier Fils-Aimé làm Thủ tướng mới. Tân Thủ tướng Haiti Alice Didier Fils-Aimé đã tuyên thệ nhậm chức trong ngày 11 tháng 11 và tiến hành thành lập chính phủ ngay sau đó. Nhiệm vụ thiết yếu đầu tiên quyết định sự thành công của quá trình chuyển đổi là tái lập an ninh cho người dân, tài sản và cơ sở hạ tầng, an ninh lương thực và khả năng di chuyển tự do trên khắp đất nước. Tình hình bạo lực tại Haiti đang ngày càng nghiêm trọng hơn. Tháng trước, một trực thăng của Liên Hợp Quốc đã bị trúng đạn trên bầu trời Port-au-Prince.